Ban chỉ đạo bảo vệ nhân quyền Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức hội nghị triển khai công tác nhân quyền năm 2024. Dự và chỉ đạo có đồng chí Phan Quý Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Thừa Thiên Huế và Đại tá Nguyễn Hữu Thiên, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo bảo vệ nhân quyền tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã được lắng nghe báo cáo tình hình kết quả công tác nhân quyền năm 2023, kết quả công tác nhân quyền năm 2024, báo cáo chuyên đề của Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh. Trong năm 2023, Ban chỉ đạo về nhân quyền tỉnh đã bám sát định hướng chỉ đạo của Ban chỉ đạo về nhân quyền chính phủ, phối hợp với các sở ban ngành địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ, đấu tranh về nhân quyền gắn liền với phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và đạt được nhiều kết quả tích cực. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Phan Quý Phương nhấn mạnh, thời gian tới, lãnh đạo các sở ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế cần phối hợp thực hiện tốt các nội dung công tác trọng tâm được đề ra trong kế hoạch công tác nhân quyền năm 2024 của Ban chỉ đạo. Trọng tâm là tập trung triển khai đồng bộ có hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, thực hiện tốt công tác xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an ninh xã hội, giải quyết tốt các nhu cầu nguyện vọng của người dân, nhất là liên quan đến quyền tự do tôn giáo, quyền của đồng bào dân tộc thiểu số, vấn đề đất đai, đổi mới tư duy, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thông tin tuyên truyền, đẩy mạnh công tác phù hợp giữa cơ quan thường trực với các sở ngành địa phương trong công tác đảm bảo, thúc đẩy quyền con người, tuyên truyền phổ biến chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về đảm bảo quyền con người.